Đây là đi thẳng đó đó tới đó. Này máy mẫu, khu này máy mẫu. Khu này của nó chắc ba. Sáu lòng con. Sáu lòng con ai chịu? Sáu lòng lớn hơn chứ. Sáu mươi con. Cờ đó. Hồi nãy thấy vợ gió có vẻ to hơn. Không, bao giờ cũng vậy. Trong gió thì nó to hơn. Trong gió thì những anh khỏe anh tốt anh sẽ cạnh tranh quy luật cái thôi. Trong gió chừng chắc đã gần 50. Nhưng mà cái nó vẫn không, nó vẫn so le. Cái này chờ tồn. Ngày thay nước mấy lần anh? Ngày nếu không bình thường hết có một lần một thôi. Hai kỳ liên tiếp đánh sơ mát có là gần đây nhất á, ví dụ như hai ngày đánh lần, nhưng mà hai có là bốn ngày rồi là cứ đánh sơ mát. Bộ đồ bê lúc đánh chứ lúc đầu thôi, dụ không đầu thôi. Vẫn đánh tới 50 ngày tuổi cũng được, nhưng mà thích đó trở về nó màu đáng khen cho cái sơ mát đó, màu như thế này đó. Bộ đồ bê lúc nhỏ hai ngày đánh lần, 2 đến 3 ngày, nhưng mà ở ao đây là 2 ngày thôi. Khách đối với khách thì có thể 3 ngày, mình ngày. Thì dùng ngày ăn ngày 150 ký anh ạ. Bạc này là anh nói mấy ngày trà là bạc không trà, không trà đánh vi sinh thì cần gì trà à, thì 10 ngày ra lau dọn thôi chứ đó không phải gọi là trà bạc, mà đi nó phải dính cái dây nè. Đó những cái bận á, nhưng đã đánh vi sinh của mình thì không có khái niệm trà bạc. Nếu mà biết vi sinh nó tốt hay nó xấu là cứ xuống cái bạc đó đi là nó nhớt. Nếu mà vi sinh mà nó không hiệu quả là nó trượt cái té là vi sinh gọi là không hiệu quả. Còn đây nó rít. Rồng minh. Chị bức gân. Rồng minh. Liều 3 ký trên 1.000, 1.200 ngao. Mấy ngày đánh là? Khoáng thì 2 ngày đánh là. Đánh càng nhiều nó càng đội gây phí nhưng mà nó tốt. Trộn ăn thì sao anh? Hử? Trộn ăn thì sao? Anh thì hỏi với ông kia rồi, không phải. Trộn ăn hả? Trộn thì ngoài cái trộn thì cái 4 cử. Aqua mod và đồ gớt gì quick shell gold gì trộn hết. Coi tôm, giáo sư coi tôm đi. Tôi mệt quá. Thì nước đang rút ra đó. Ngày nào giống như nếu định kỳ là ngày nào tôm nó đang bình thường hết thì ngày nào cũng thay. Giống giờ này thay rút ra đó. Thay 3 tấc. Ở đây không tới. Nước đây giờ 1 mét 1 mét 1. Mặt cái ao bạc thì không bao giờ nước cao. Đối với anh coi là không bao giờ có khái niệm trên mét 2. Không có lưới làng, còn lưới tạo là quá hay. Không lưới làng. Cái khu này nó khác gần biển anh Năm rồi thì cần lưới làng để tránh con chim. Còn đại chả cần lưới làng. Thoải mái. Rồi mình đánh một lần đánh mấy ký anh? 3 ký. 3 ký ra đây. 3 ký trên 1.000, 1.200 gì được hết. Nhưng mà em dễ nói ngàn đi. Cứ 3 ký. 2 ngày đánh lần 3 mấy ngày. 2 ngày đánh lần tối thiểu. Còn ngày nào cũng đánh này càng tốt, nhưng mà thôi đi làm là 2 ngày đánh là ok rồi. Đây là 100% của thằng Dương. Vô ao nhẫn lớn hơn nữa. Anh nhẫn cũng là 100% thằng Dương, thì anh nhẫn giờ là khoảng cỡ 37-36 con rồi. Tới 8 mấy ngày rồi. Hả? Không, nó vô nhá to thôi chứ còn. Nhưng mà màu nước hả anh Việt? Anh Việt màu nước này được không anh Việt? Hả? Màu nước này được không? Không hề nói dối. Vô cho em lục cái vỏ ra coi. Bộ đồ bê và sôi mát. Nó cận rồi, đang thấy đó, không sợ. Nhưng mà cái màu đó. Anh có đòi bê hát không? Đòi chứ. Hai cử, sáng. Giờ này nè, giờ này đo. Khoảng 8 giờ, 8 rưỡi gì đó. Rồi chiều. Bê hát mấy hôm nay là như mà? Bê hát rất là ổn rồi, mấy nay rồi. Nó gần như quanh quẩn 80-82. Chiều là 82 á? Ừ. Sáng là 80. Sáng giờ này là 80, 79-80. Giờ độ kiềm đang rất là tốt. Độ kiềm khỏi cần đo. Lý do là độ kiềm đó nó tương ứng với cái độ mặn. Khi độ mặn nó cao là vài tuần em mới đo. Nghĩa là cái độ kiềm anh cách cái độ em không thể nào dưới 130. Em có đo cho cũng mới công. Nên cái độ kiềm lâu lâu mới đo.
Và từ bây giờ trở đi là đo khí độc NO2. Đối với anh quan tâm NO2. NO2 thì cứ xịt nước thay thôi chứ. Nhưng mà đo thử, nhưng mà đo cũng đo cho chưa, vẫn là chưa chưa gây độc cho tôm. Nó khoảng cỡ 0.1. Ăn thua. anh Việt chở tôm con mà chở tôm làm gì? Để anh Việt nó chở con mà. Hả? Thì bao giờ nó vô nó cũng quy luật là nó lớn. Không, nó cố tình nó chỉnh với dư. Anh cho coi là sáng anh sẽ cho nó chỉnh dư. Sáng anh điều tiết mà. Tới đến 10 giờ nó lại là chỉnh dư. Cho nó ăn cho nó giống như anh thì, quan điểm của anh là cho nó ăn tôm lớn là cho nó ăn dư chút. Đang xả thức luôn. Hả? Đang xả thức buổi sáng. Đúng. Lúc nào cũng xả thức buổi sáng. Xả thức là sao? Nghĩa là cho ăn nhiều đó. Đúng rồi, buổi sáng gần như trước 10 giờ là anh cho ăn nhiều đó. Anh cố tình đó, chứ không phải. Còn từ trưa là anh sẽ điều chỉnh lại nó cho nó hết giá. Hiện nay anh đang chăn mấy giây? Hiện nay anh buổi sáng thì khoảng 3 giây, 3 phút, 5 giây, 6 giây tùy. Khi trưa thì lên 4 phút, 5 phút, trưa nắng. Nói chung là cứ theo cái mức độ ăn của nó để chỉnh thôi. Nhưng mà riêng anh là buổi sáng anh, riêng anh á, anh tự là buổi sáng anh chạy nhiều cho nó giống như nếu không dư á, em thấy là dư á, nhưng mà buổi sáng con tôm mà nó dư á, thức ăn nó dư á, nó ăn nhiều nó mới lớn, em càng tiết kiệm thì nó lại không lớn. Em đã khoáng của mình đó, em ngoài cái đồ mặn ra cái khoáng mình, nó cái khoáng này tốt nè, anh khen nè, đúng không? Cái đường ruột tôm này hả? Tôm trong gió này nó dưới 50 á à. Thì trong gió bao giờ cũng lớn hơn trên ở ngoài là 10 con. Và có một cái nữa là si phong, tôm si phong ra bao giờ cũng nhỏ hơn, ngược lại nhỏ hơn tổng là 10 con. Dạ không, đây không rành, đây đón cả thì nó quanh quẩn cỡ 60, 61, 62 vậy đó. Rẻ đâu rẻ, đầu tư ở đây là 830 triệu, kể cả lộ đan luôn, kể cả nhà tắm rồi hết tất tật. Trên nhìn đó, nó có ở đây là trên kia đó con chim đang bay á, là ao chứa đó. Cái ao kề đây nhất là cái ao để chứa nước ra. Ban ngành không la mình được. Mình xả ra đó. Để ra coi rồi đó, rồi nó có hai cái ao liền kề trên kia. Rồi nó có hai ao đây nữa. Ăn của sao cái này là mình đưa qua bên này đây. Cũng là chứa nước cả. Chứa nước cấp đúng rồi, đó nước. Dạ. Không sao gom ra ba đá ao đó nha. Không. Em hai ao thôi, em không. Kia là cũng lấy mà đầu này cũng lấy. Đúng rồi, anh có hai đầu. Hai đầu lấy. Có nghĩa là trên mặt bằng hiện nay á là cái khu này là nước nhiều nhất. Nghĩa là không, anh nói trên mặt bằng chung chứ không phải riêng anh. Không. Cái ao này lấy nuôi được rồi. Làm ao này nuôi được. Làm nuôi được nhưng mà em cái mô hình này á, em càng nuôi nhiều ao chừng nào á, em gãy cổ. Em tham á, câu á, tham. Em có nước để thay. Còn hai ao trên kia là của người ta. Trên cùng là của người ta. Ao 1 này, ao 2 này, bên đây 3 ao này, 5 ao này. Và anh có hai ao bên này nữa. Nghĩa là lấy nước hai đầu đó, lấy nước. Anh đang nước. Anh chỉ xử lý bắt đầu từ đâu? Anh xử lý từ đây hết, tất cả là xử lý từ đây hết. Anh đưa về đây đánh clo đó. Cái ao đây là gọi là ao sẵn sàng đó. Thì anh đang bơm vô này đó, đi xịt qua kia. Chạy chứ, chạy thuốc tím bên nào đó. Chạy. Thuốc tím với clo không thể thiếu trong ao bạc. Đối với anh chưa chắc đúng như người khác. Đây cũng được, về đây, rồi kia cũng được, về đây. Thì em cứ lo, thuốc tím em đánh đầu đất, đúng rồi. Đất này, để cho nó có thời gian nó trong. Anh đâu đánh bè xe hả? Không, cứ lo. Lo đây anh quấn mấy bi? 30 bi. 30 bi? Đúng. Nếu mà tôm lớn, quấn bao lâu mới cấp được? 2 ngày cấp, bình thường. Đó, đánh
4 tấm bây giờ cấp được. Cái này là 30 á. 30 á. Cái mà là xử lý gì vậy? Không, cái đây clo anh, cái thì cái phèn cái bùn á. Nhưng mà cái kia anh đặt là sao? Cái đầu bơm đặt sao? Đặt sáng hay đặt khở? Đặt khở chứ. Nguyên tắc nó phải dương chút chứ. Có nghĩa là nước anh cái ưu điểm là chỗ đây anh nước anh ao chứa rất là nhiều đó. Đây cũng một nước bơm về đây đúng không? Đây là sách đồng hồ bỏ kia. Đúng rồi, bơm về đây xong đánh nó đầy lên là quánh clo. Kia cũng vậy. Mấy ngày về đánh clo thì thời gian đâu nó ngưng clo mà để bơm nước vô. Không, đối với anh là không sợ. 48 tiếng là cấp được rồi. Nghĩa là ví dụ bữa nay bơm thì lấy nước đâu mà giả sử đi bây giờ bơm không? Để xong đánh. Chiều này đánh clo. Chiều mai thay được rồi. Nếu cần thiết, còn không cần là để mốt thay. Nhưng mà ngày nào cũng phải bơm thay nước mà. Ngày nào cũng thay, như cái đây sức chứa nó 2000 khối. 2000 khối thì nó cung cho đây phải 3 ngày. 3 ngày. Thì ngày thứ tư lại bơm vô nghỉ. Nghĩa là phải có một ngày ngưng không thay? Một ngày ngưng đánh vi sinh. Cái ngày mà không thay đó. Đánh vi sinh. Mượn cái vi sinh để cho nó giữ nước đẹp. Thì nếu như không có gì bình thường hết là đều rút nước ra thay. Giả sử nó có sự cố gì để trục trặc gì đó không muốn nói thì sẽ thay nhiều nước. Còn bình thường là cứ thay cỡ 3 tấc lại thôi. Ngày nào cũng thay. Và trả lời luôn cái ngày không thay thì đánh vi sinh. Vi sinh không cần đâu anh cái mỗi ngày càng tốt rồi, nhưng mà nếu cái mỗi ngày nó hơi đổi phí. Em cho là anh dùng ao bạc thì cứ hiểu như là sau 50 ngày đi thì anh đánh soi mát, còn lúc đầu anh đánh rồi bê được rồi. Nhưng mà cái tính hiệu quả này rõ ràng là soi mát hiệu quả hơn. Nước này đang là khoảng 9 tấc. Chị mấy? Không tới 9 tấc. Mực nước trong ao anh là maximum là 1 tấc mốt thôi. Nó bậy 1 mét mốt thôi. Hơi đậm thì giờ phải thay nó thấy nè. Nắng quá. Nắng quá, giờ là đã giỏi rồi. Với cái này anh đi vỉ bông mai hả? Hay là vỉ tròn thôi? Oxy á? Không, vỉ tròn về. Vỉ thẳng rồi hả? Vỉ thẳng. Nó cải tiếng cái ống á. Cái ống nó vừa cô chừng rồi nè. Rồi quỳ kìa coi cái ống nè. Cái ống nó khoảng mấy tấc lực? 6 tấc hả? 6 tấc. 6 đến 7 tấc à? Anh quán trò anh đi thẳng vậy? Đi thẳng. Ra kìa thấy, chút kìa bước ra kìa thấy nó nằm trên bờ. Không, nước cao anh không sợ, trong rau bạc không có khái niệm nước cao. Nghĩa là không bao giờ anh quá một mét mốt. Ô, cái gọi là cái vỉ đi, cứ nói theo vỉ đi thì nó khoảng 300 cục. 200 cục chứ 200 à 2 2 tối thiểu là 200 200 đầu. 200 đầu trên 1000 mét vuông. Thì cao nhất là mét mốt. Tối đa mét mốt thôi. Ngoài rốn mới mốt, ở trong bờ chưa tới mét mét là tháng đầu tiên cũng vậy luôn. Mùa nắng là khoảng 1 mét mấy mốt, mà mùa mưa ít bữa đó, mùa mưa là nó còn cả 9 tấc. Mùa mưa thì không nên để nước, đó là theo anh, không nên để nước nhiều nó lạnh. Còn mùa nắng thì không nên để nước cạn lắm, cạn thì nó nóng. Nóng quá. Cái thời gian thay nước mùa mưa là sao? Cũng vậy luôn, thì nó không khác nhau. Nếu như mà không có trục trặc ở đây là dơ, mấy em chơi dơ phải không? Sẵn sàng tay liệt đó rút rất là nhiều nè, hôm nay rút hơn 3 tấc hả? Còn nếu như logic bình thường là từ 2 đến 3 tấc. Nhưng mà trục trặc là tôm dơ hoặc là nói quá thì là tôm xi phong nó hao. Hôm qua một ngày xi phong 2 cử mà, chiều hôm qua nó hao ví dụ bất bình thường. Lẽ ra nó có 1 ký 2 ký trên cử, nhưng mà giờ nó lên 5-7 ký thì lập tức cần nhất là phải thay nước. Đánh vi sinh cho ăn gì là tất yếu rồi, nhưng phải thay nước. Mình nhận nó ra mà thôi chứ. Đó, như, thì nước đây, nước đã xử lý. Thay vô đây thôi. Em dèo, đi qua đây. Em dèo. Anh dèo, đó, anh dèo vừa rồi 450 ngàn đó. 450 ngàn. Ừ. Là... Xong giữ nước thôi luôn. Giữ nước đấy là nuôi luôn à? Không em nuôi gì với chút xíu nuôi mất công bị quản lý chứ nào mất công. Dèo ngày dèo cắn nhau, nó cắn đi lần nhau á. Sao ngoài xa kia phải sang tay à?
đảo anh này xả xuống anh này rồi. Anh này sang bên kia rồi. Hết tại có hai ao. Nếu mà em chút vô anh nhận anh sẽ nói là sang nhiều giai đoạn, nhưng đây nó chỉ có hai ao, là chỉ có hai giai đoạn thôi. Một nè, dèo nè, xả xuống này, xả xuống này nuôi tiếp. Là thằng này dèo ví dụ là 10 ngày đi, 2 tuần đi, nuôi tiếp 3 tuần nữa. Cái này là anh kéo ra anh xả chứ đâu có thấy anh xả ra đâu. Ông xả đó, rút ống lên là nó có ống lúc thi công nhận á. Là xả ống đó. Ông đã rút lên là nó chỉ rồi, kia. Rồi, dạ. Từ đó sang qua kia thì rút ống nào? Từ đó sang, từ ao kia sang kia kéo. Dùng lưới kéo, kéo căng. Là qua bên này khoảng chừng 40 ngày gì đó mới kéo. Đúng không? Tối thiểu là 40 ngày kể cả từ thời gian ra đài luôn. À. Tính lại. Ví dụ đây 2 tuần thì kia phải tối thiểu là phải 25 ngày. 4 tuần nữa. 3 tuần nữa tối thiểu. Nhưng cái gì? Lúc mà anh ra này 15 ngày thì cái mẫu nó khoảng nhiêu? Ồ, lúc đấy cái mẫu 15 ngày nó hơn 2000 nữa chứ, nó nhỏ lắm. Nó tí tì. Nó tí tì. Nó dày mà. Nó tí tì à, gần như phải trên 2000. Ngày vào trong này là ngày ví dụ như ngày đầu tiên anh thả thì cái trong vàng này vào mật độ dày anh đâu có cần quan tâm tảo tiết gì đâu đúng không? Anh có quan tâm cái đó không? Cũng không quan tâm tảo gì. Cũng gần như không khái niệm. Tại vì nó dày quá, thả thức ăn xuống nó cũng ăn phà phà. Ăn ngầm mầm, làm cho ăn và giống như là cái dèo này gọi là ước lượng cả. Theo ước lượng và kinh nghiệm. Khi anh dèo như vậy thì bao lâu anh thay nữa? Khoảng ngày thứ 5. Ngày thứ 5 mới bắt đầu thay? Ngày thứ 5 mới bắt đầu thay. Nhưng mà vậy là để không có xi phong, xi phết gì trong đó luôn? Xuống. Kết hợp. Hôm nay là ngày thứ 5. Dạ. Thì các em nó xuống. Đó, cái hố đó nó sẽ đúng. Dùng tay, dùng chân gì đó, nó lùa vô, rút ra. Rút ra, cái ngày đầu tiên nhất mình thay khoảng tấc nước thôi. Tấc còn khoảng là chưa tới 10%, từ tắc 7 đến 10%. Tấc đó là tấc bơm lên hay là tấc đó là tấc xả ra? Một tấc xả ra. Tối, cái ngày đầu tiên đó, tối đa là một tấc thôi. Một tấc của ao dèo á, ví dụ ao đang 100 khối thì em thay 10 khối đúng không? Bình thường anh về anh ăn mấy cử? Ăn 6 cử. Cái quạt này anh lắp xéo tí xíu nó gồm hơn không anh? Không, không cần. Cái trong này thì cái quạt, cái yếu tố quạt đây là cái ao dèo chả cần gồm. Không, anh tạo dòng chảy, gồm á, nhưng mà nó nhỏ em không cần xéo nữa em. Em thấy em đi, mấy em đi thì chỗ khác thì anh cũng đã thấy rồi, nhưng mà những cái tiếng đồ bên anh là quạt, ao nuôi rồi là đều chữ thập hết, anh thấy không? Chữ thập hết. À, chút nữa em vô sẽ được thấy anh nhận ao tròn. Tròn có nghĩa là tròn đất, nhưng mà hình dạng nó tròn. À, cũng là chút nữa vô thấy. Thì cho ăn 6 cử lận. Cái nước này khi mà lấy từ ngoài đây nè, lấy từ cái ao, lấy từ ao sẵn sàng đem vô đây. Ừ. Thì cái đầu tiên em hỏi là cái đó thì pH nó bao nhiêu rồi? Cái đầu tiên bây giờ pH nó cũng cao. Như chính đây á, là đại bác nó khoảng 85-86. Rồi, xong rồi kiềm thì bao nhiêu? Kiềm thì khỏi cần quan tâm nữa. Tại vụ 1 thì độ kiềm đó nó bao giờ nó cũng trên 120. Nên là cũng đo. Dù pH 85-86 mà kiềm vẫn cứ 80. Cao. Kiềm nó tỷ lệ thuận với độ mặn. Độ mặn khi mà cái vụ 1 là độ mặn nó tốt thì độ kiềm nó. Em có đo dài bữa em đo, nhưng mà anh cho em ngày nào em cũng đo thì độ kiềm nó không biến động. Nó tốt theo cái chiều hướng tích cực á, nghĩa là không. Rồi khi vô đây rồi mình để vậy mình thả luôn hay là mình đâu lý gì để mình làm giảm pH không? Có pH anh đối với anh là đánh mặt đường thôi. Không có, ngoài ra có một cái phương pháp khác là giấm axit acetic rồi đó. Nhưng mà riêng anh là đánh mặt đường. Nếu pH 85-86. Nhưng lý tưởng trước khi đánh mặt đường đó anh có sục không hay là sục không? Vi mặt, không? Mặt, hay là mặt không thôi. Khi cần vi sinh là mình mới sục. Vi sinh với mặt đường sục, còn mặt đường cứ đem đổ sục. Thì nói về lý tưởng á, thì trên lý thuyết là pH nó trước khi thả tôm nó phải về 78-79 đúng không? Đó là lý tưởng, nhưng thực tế ngoài gần như không phải cái ao nào cũng được. Nhưng nó 82-83 gì đều thả được hết. Đúng. Không sao hết. 85 cũng không sao đúng rồi, nhưng mà 85 mình đo mình phải hạ xuống chút thôi. Ai nào thích chụp hình rồi đó, đó 100% của thằng Dương hết đó. Tao em có cái quà gửi anh này. Cái Dạ. Ở đâu?
cái này quá. Tại có một cái khóa khoáng, có một cái axit hữu cơ mới. Mới nữa? Không phải, tại vì hồi xưa là axit hữu cơ và axit béo, cái này axit hữu cơ cộng với khoáng. Trời, thử với lại cái khoáng tạc. Mấy gam? Bình thường. 3 gam. Thay anh cho ăn cái kia ăn cái này. Hiểu rồi. Cái này thì khoáng tạc. Tạc phải không? Khoáng tạc. Tạc chuyên tạc đó. Chuyên tạc. Rồi, chuyên tạc. Khoáng hữu cơ chuyên tạc. Thì một lít thì anh có thể tạc cho 2.000. Cái can này tạc 2 lần. Hai lần là quá VIP luôn. Cái này 5 ký á. 5 ký thì có thể đặt 5 lần. Thuốc trộn thì mình có. Thuốc trộn hết, lấy đủ hết đó, đó. Nhưng mà không toàn bộ công ty, nhưng mà con trộn những cái sản phẩm chủ lực của công ty là đều có chú con. Thùng rồi nhập về hết, đó, tạc dữ lắm. Cái hơ ga này tạc rất là nhiều. Hơ ga này bao lâu, cái giai đoạn này anh tạc nhiều anh tạc? Dài gần như hơ ga là giai đoạn nào cũng tạc, trừ khi mà tôm nó về 40 con. Em cảm thấy nó lên rồi. Cứng cáp rồi. À đúng rồi, thì chứ còn là ngoài cái diệt khuẩn glutathione của mình hay cái tên bao ơ gluta. Ngoài cái hơ ga thì bao lâu anh tạc lần? Hơ ga thì xen kẽ, anh ví dụ như là hôm nay em tạc ví dụ trưa nay tạc lại đúng không? Anh ví dụ anh tạc cho một chai cho một ao, 1.000 khối đi, vậy nói, anh tạc một chai á, mạnh lắm. Rồi ngày mai có thể là anh dừng, ngày mốt anh tạc vào chiều tối, anh chiều khoảng mát 5-6 giờ anh tạc cái hơi ra. Rồi sáng kia cái vi sinh lại. Sáng cái vi sinh luôn. Anh tạc cái hơi ra thì anh thấy cái gì mà anh tạc? Kia cho anh thấy cái gì chứ? Anh tạc thì rõ ràng thì nó hỗ trợ gan tốt mà. Phải rõ ràng chứ. Tao thảo dược là anh thấy gan tốt à? Chắc chắn. À. Chứ là nó thực tế thằng này cho khi mà em xi phong á, ví dụ anh đang nói là nó hao, ví dụ đúng logic nó hao 2 ký trên ngày cử đi, nhưng mà vì lý do nó bất bình thường là nó có thể hao lên 5 ký, 10 ký. Thì em tạc bữa sau á, em thấy liền, em tạc xuống lúc đấy thì không những tạc một chai trên ao nữa mà tạc 2 chai 3 chai, thì bữa sau em thấy nó giảm là em tin. Mưa rồi này kia thì em tạc nhiều. Mưa không ảnh hưởng. Mưa mùa không phải mưa tạc nhiều. Cái sục đi. Anh quan tâm tới đây là định kỳ thì có lít dài thôi. Thì cái chai, nhưng mà nếu như mà anh nói là xi phong đó, em thấy nó bất bình thường là nó tự nhiên nó thì bằng 2 ngày nay là anh đều tạc mỗi ao vậy 2 chai. Là cái này tạc là một ngày sau là anh thấy tôm nó giảm rớt liền. Nó giảm. Còn nó không giảm nữa là nguy. Nhưng mà giảm. Còn tăng hết. Đấy là dạ. Giảm không? Dạ. Chứ bây giờ mấy cái đồ thảo dược thì mình tạc mình cũng lưu ý như vậy chứ không? Ví dụ như là nó mình thảo dược đánh cho nó tức thời không có đúng không? Tức thời thì có thể là chưa nhưng mà sang là thì gần như ở đây là một cái gọi là cái tạm gọi là cái quy trình chuẩn của thằng Dương, gần như là không phải 100% cái sản phẩm Catalo dùng hết, nhưng mà gần như không thể dùng cái sản phẩm gì khác. Thiếu thuốc tím thôi. Thiếu cái nhóm khoáng chất thôi đúng không? Chlorine. Anh thằng Dương mà anh có chlorine này cũng lấy luôn, gắn như ví dụ. Chlorine với thuốc tím này không thể thiếu. Thuốc tím bên đây anh đang xài mấy ký trong ngày khối? Thuốc tím anh xài nước nước đây rất là đẹp, anh xài chỉ có 3 bi thôi, cái ao này em thấy nó đẹp rồi. Nhưng mà nước nó dơ hơn nữa thì anh xài 5 bi. Đây em đang tất yếu là đang giai đoạn rút, em cho anh tới 5 gram trên ký. Rồi đâu hết, quên mất. Canforta Quick Sell tới 10C lận. Thì em đang cần rút. Là cho anh 5 hả? 3 thôi, em cho anh là 5. Thật. Đúng là gì cỡ 3 đủ. Cho anh 3 gram. Dạ. Thì em cũng đang rút mấy ngày nay thôi chứ không phải từ đầu. Còn cái này 10 không? Hiện nay đối với em á. Em tới 10 luôn rồi. Thì đó mỗi người mà em cho mức cân.
không phải là chê bay vậy. Nó dính đất hay gì thức ăn. Hai bao chứ, bây giờ tôi sáng đổ hai bao. Số lớn là bụi nha anh, CP số lớn không bụi số nhỏ. Nó dở mà đôi bé rồi, số nhỏ nó bụi. Bao nó nhẹ.